Biết được em ạ. Hơi ướt gái ạ. Ai có tóc dài muốn bán alo cho em nhá. Em đang ở bên Ba Vì đây. Cháu bé học lớp 7 mà lớn quá. Giật mình tưởng nó học cấp 2. À cấp 3. Sao lại cấp 3 rồi. Lớn lớn, con gái lớn. Chứ gì bố đã bảo cắt hỏng các con gái là bố không cho ra khỏi nhà. Bố ai dám cắt. Thế mới bảo mẹ là bán như thế này nó đảm bảo tóc của con nó không bị hỏng. Mẹ cứ cắt cắt tham tiền gì này. Được chưa? Phải không? Ừ. Em bảo em cắt như này được ít tiền, nó không được nhiều tiền như thế kia. Nhưng mà nó đảm bảo nó không bao giờ có hỏng tóc được của con mà. Em đi mua bán ở đâu cứ cắt xong người ta lại xin số điện thoại để lại, lúc nào có tóc dài lại mang. Đéo mẹ cái bọn gặp ở chợ ấy, mình đúng mình nắm lấy tóc mà nó cứ vẫn cố cắt lên trên quá cái tay của mình luôn. Đây, tóc để lại này, đến lúc đã sửa một phát là đến đây bỏ ở chỗ này nữa là tóc đẹp. Nó dí vào. Tội cái gì mà phải bán làm gì, cố thêm được 100-200 cắt xong hỏng tóc của nó xong đến lúc sau nối trả lại được. Thế để danh rảnh đưa ra tiệp ép cho nó thẳng nhở. Tóc này không phải ép đâu. Làm kiểu gì? Đừng với ép nữa. Đừng ép con ạ nhỉ. Tóc đang tự nhiên đang đẹp như này. Nhìn bộ tóc tiếc lắm mà cứ đòi bán xong lại đòi cắt bỏ ấy, xong mà rồi cũng này... ấy, nhưng mà cũng mà. Con này nó cứ ở nhà nó cũng không hay buộc tóc lên đâu, nó cứ thả tóc ra. Quay vào đây nha, nhìn trong điện thoại quay vào đây cho em, giờ tí nữa lại chả được tí hình ảnh tóc nào nha. Cắt cho con gái đẹp như này mà đến lúc không được hình ảnh tóc em phát bảo cho. Tỉa cao như để lại dài anh ạ, không phải là cắt xong chọc rồi rối lên đây đâu, tận dưới này này. Cơm, anh yên tâm. Hay là anh đi ra đây anh trông tóc cho con gái đi. Cứ ngồi đấy mà đánh điện tử, tí nữa cô cắt xong hỏng tóc con đấy. Đi lên đồi làm gì chị? Đi thả trâu. Nuôi nhiều trâu kìa. Xong rồi đi, ấy tôi còn đi chặt măng. À măng ở đây, cái măng mà người ta đang bóc đấy á? Đấy. Bán bóc thế hay là bán cả vỏ? Bán, thích mua vỏ thì vỏ, thích bóc thì bóc. Thế là măng đấy là măng trên rừng chứ không phải là của ai à? Ê, ai kiếm măng người ta rồng đấy. Em tưởng là ai kiếm được thì người rồng hẳn mè thì quả đôi hai quả đôi, không phải là mà nó cái mọc vỏ thì nó mọc thế chứ. Thì còn có mà dân người ta để thì đi mẹ quánh nhau vớ đầu. Cái măng đấy cân cả vỏ bao nhiêu? Thế là cũng được giá ấy. Nhiều như thế mà được giá em thấy cả làng có mà nhiều lắm. Ừ. Thế em đi qua em thấy nhiều người có lắm. Đây đang dưa vụ nó rẻ. Còn lúc đầu mười mấy nghìn một cân. Đấy là măng gì? Măng bát độ à? Không. Đây măng mốc, măng luồng, măng mai. Măng thế là cứ ô tô là đến nó cân à? Thế là các anh chị ở đây cũng có những cái nguồn thu nhập đấy là cũng khá đấy nhỉ? Nào thì chăn nuôi, xong lại trâu bò, nào kia. Không mưa thì giờ này bắt đầu lấy thì đường về. Tuôn từ trên rừng xuống khéo mưa ướt lại khổ đấy nhỉ? Em thấy mấy nhà ở kia đang bóc một đống tông ngu ra, nhiều. Đây này, tóc để lại đây này cả nhà này. Tóc vẫn còn như này còn rất nhiều. Mình cắt rất là cẩn thận, tử tế. Li ti từng tí một chứ không cầm cả chùm to để cắt nó không đều tóc nhé cả nhà nhé. Tí nữa em tắt lúc nào tắt like đi em, mình nói cái một cái bí quyết này nữa cho lần sau chị nhớ. Bây giờ nói trên like nghe ấy. Lộ hết hàng. Nói cho chị nghe. Nói cho bí quyết. Thì đây là đúng người thật việc thật. Đây cắt mái cắt rất tốt, không cắt nhiều nhá. Người thật việc thật thì mới bắt như thế chứ không à. Mẹ em cứ giả vò lên xong bắt đầu em cắt. Lúc xong em đi rồi biết em là ai đúng không? Thì quánh chó. Mẹ đi cắt xong tôi nắm tóc rồi. Không được như ý tôi quánh chó. Cắt xong không nối lại được đâu, nói thật đấy. Giả tiền đấy. Tóc con chảy ngược à hay đầu môi đấy? Con chảy ngược này, hai đầu môi. Chảy ngược á? Chứ nó không bạc đi từ lại. Cái này cũng lại là
cô lại thích được con đường đầu môi. Có ai xem không chị? Có ba người đang xem. Không thấy tên hiện lên à? Không. Tức là mạng kém ấy. Trái tim lạnh, quá tuyệt vời luôn. Chồng nhau đấy. Ai? Chồng. Trái tim lạnh là chồng nhau đấy. Kinh. Lạnh lắm, chả quan tâm, chả bao giờ quan tâm. Chả giờ quan tâm đến vợ con đâu, chán lắm. Đi đâu đi kệ bố mày, mày thích đi đâu đi, ai chứa được cái chứa, con ngồi quay cho cái con. Cái kiểu là mày đi đâu thì đi mày. Về vẫn nguyên cái đấy cho tao được rồi. Căn bản là vợ xấu đâm ra mình không cần quản như thế chứ. Xinh như em mà trắng cả một cái như chị ấy, con đi ra đường một tí xem anh có gọi về. Khiếp, nói anh nghe ghê chết người ra. Đúng thế thôi. Em đang hỏi xem bí quyết bôi gì cho em xin với mẹ cái da em như kiểu nói. Dạ. Người ta trắng, đàn bà, người ta trắng. Nông dân quen thế này có tiền đâu mà đầu tư vào cái mặt. Không đầu tư nhưng mà ví dụ như bôi cái gì á, bôi kem, bôi kia, bôi nọ, bôi kia đấy, có người bôi hợp đẹp mặt. Con khỉ. Anh cho em đi theo với. Cho đi theo để cho mỗi đàn chồng đáng xéo đấy, tí chồng nghe chồng lại tẩn cho. Còn đang thích ấy. Toàn bỏ bê vợ con cả ngày lẫn đêm về. Đẹp bê. Đấy chị đứng sang bên này, chị quay bên này cho em. Con gái quay sang bên này cho một xí. Chị đứng sang bên này. Quay là tóc cho em. Lúc sau ai người ta muốn bán người ta nhìn tóc, người ta không sợ mình tỉa đẹp như này, người ta không sợ. Tí nữa ví dụ như được 600, được 800 hay được 1 triệu chẳng hạn, được cắt bao nhiêu ít thôi. Mẹ cũng vui vẻ, bố cũng vui vẻ. Cắt ít thôi, cắt nhiều quá là hết mất tóc của con. Thì đây. Thế bí quyết thật thì người ta mới nói thế chứ không, mẹ ông cứ giả vò vo lên từng này tiền này chị này. Tỉnh ra lúc đó hỏng hết tóc rồi. Đi rồi, biết thế, muộn rồi. Con gái nhỉ? Đi rồi có biết cô là ai đâu mà. Trước chị tỉa tóc chị người ta để lại cho dày không? Cũng tạm tạm mà nó tỉa nhưng nghe mình nghe kiểu như là tóc chị bán được nhiều giờ đây bán được chắc cái bộ tóc của mình đấy có nhiều đâu mà có một tí tóc, tóc, của chị mỏng, tóc của chị. Từ bé tóc mỏng mỏng ra có ấy đâu đây chẳng căn bản là mình ghét cái nó hay rụt với lại nó bị cái đuôi của nó có tí tẹo đấy. Ít thôi mà. Dài không ạ? Ngắn. Chiều dài nữa. Bằng nửa của con gái. Bằng nửa thì bây giờ tóc trên đầu cũng bằng nửa cái độ dài. Không, bằng nửa độ dài của con gái. Bây giờ trên đầu em tỉa xong tóc của chị mà tóc của nó gần bằng nhau, tóc của nó ngắn hơn một tí thôi. Ừ. Bố cứ ngồi đánh điện tử tí nữa em cắt hỏng tóc con gái. Cứ ngồi đấy mà bắt chân đánh điện tử. Tí nữa sửa lại cái ai bảo bán tóc này gọi là cắt ngắn đi. Tí nữa con nói sớm một tí để cô lập một kiểu khác đi. Cô đã chuẩn con để mua ra. Cái đứa con gái đầu nha, đợt trước nó cũng hỏng dưới nồi chú. Thế là nó xin mãi mình không cho cắt, thế là nó xuống đấy. Thôi, nó ngân đi nó cắt lúc nào chả biết. Xong về, cắt bỏ, nó bộ tóc của nó còn nhiều mà còn dài hơn của em nó nhá. Này bây giờ không giữ được đâu, không cho nó cắt là nó cứ cắt bỏ ngay đấy. Cứ giữ bảo không cho nó cắt mà không thích cắt tóc mà. Có những bộ tóc rõ. Xong lúc em vào hỏi. Xong lúc về. Xong lúc về là nó thấy đầu của nó thôi tóc mày đâu rồi, con em cắt bỏ hỏi rồi. Em vào hỏi mua thì là trả cho con bán đến lúc cho bọn nó đi học nó rủ dê nhau, khi nó cắt bé nó đi về đến nhà thấy tóc con ngắn thì đánh. Ai chứ con này không bao giờ dám làm cái việc đấy. Về là bố lột da đầu ngay. Đừng có loằng ngoằng. Bố lành khôi kia mà ghê nhỉ. Lành. Lành xanh ra mớ đấy. Đừng có đùa. Con chỉ nó toàn ăn đậm thôi. Con chỉ nó kiểu bướng bướng bảo không nghe. Bố toàn lấy cái roi to tướng đập cái kìa vụt kìa. Đánh con không biết đau đâu bố.
cái này xong cô cắt bằng cho con nhé. Không để đuổi, để đuổi để nó bị vót vót mà xấu tóc, thấy chưa? Cắt bằng xong lúc con buộc lên là thành tóc đuôi gà cá luôn, không cần phải làm mà tóc con rất chi là thẳng. Được rồi đấy. Được thì được rồi, nhưng mà để em đang muốn sửa lại cái cho nó không tiền nữa. Làm cho nó đẹp đẹp, lần sau còn bán cho không chảy mất dép đấy. Lần này còn lâu, lần sau còn lâu nó mới tắt cái chị này. Để cho em ạ. Cả nhà ơi, đây nhá, tóc em tỉa xong cho cháu đây rồi này. Đây xong, bây giờ em sẽ bấm bỏ bớt một chút đuôi đã. Đây là mới tỉa xong, em chưa sửa sang lại đâu ạ. Nó vẫn còn dài, vẫn còn đẹp như này. Như này nhá, vẫn còn rất là chi là dày. Cả nhà ai có tóc dài muốn bán thì alo em đến nhá. Bây giờ em sẽ bấm bỏ cho cháu đến đây này. Rất là đẹp. Chào cả nhà nhá.